Có một con này là 012 luôn nha, 45cc, 45cc 012. Con này sao nó tháo mấy con ốc dữ, giật 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 được hay không, để coi giật được hay không nha. Ui, giật hơi năng nha, giật hơi năng. Mấy con này chắc không chết hơi đâu, nó bị móc mấy con ốc này, không biết có tháo mấy con ốc bây giờ làm quý gì. Lửa đây, lửa đây, lửa thì cứ ở đây thôi, bình thường. Không biết nó tháo mấy người, chắc nó thiếu ốc rồi sao. Đó, lửa đây, chắc là nó thiếu ốc rồi sao nó thiếu ốc. Giờ kiếm mấy ốc cái vô nha. Con này đẹp lắm, con này bán giá cũng được, nếu mà dọn là bán được, tại vì nó 45cc rồi. 45cc. Ui, mặt tiền quá đẹp luôn. Con này hầu như nó như mới luôn vậy. Coi này, quá tuyệt vời. Đó, hơi rất là nhanh nha. Đó, đủ đồ, đầu máy đủ đồ, đẹp lắm. 900.000. Đầu này 900.000 nha. Tại không có ốc, hết ốc rồi. Giờ tìm ốc cũng được mà nó lâu lắm nên em không phiền phức, đi tự tìm nha. Mua mấy con ốc nó có bán mới, mấy con ốc ngồi tìm đấy.